Hello các bác. Hôm nay các bác đang muốn tìm một con đẩy để đánh hack quả súp đúng không? Nhiều bác trong nhà là đang muốn chơi gọi là hack quả súp cho nó cân. Và đặc biệt là do sử dụng những cái quả súp bát 50 từ 22 côn 100. Nếu như mà các bác mà nghe những cái cục đẩy nó yếu hoặc là những cục đẩy 4 kênh mà đem sử dụng đánh súp, nếu công suất không đạt thì em thấy rằng là cái tiếng bát nó không tròn, nó hơi phè tiếng. Do vậy thì các bác cần phải có một cục đẩy gọi là công suất lớn mà đánh tiếng căng, thì chắc chắn rằng là anh em chúng ta sử dụng những cục đẩy 2 kênh nó sẽ hiệu quả hơn những cục đẩy 4 kênh để đánh súp. Thì ngày hôm nay thì anh Phương đang giới thiệu với các bác về một con đẩy mà rất là VIP, công suất 1200W cho một kênh, hàng full shop, tức là hàng new mới, chưa sử dụng 100% luôn. Với mã là BMWF12 của hãng TL Lifestyle. Đấy. Một con đẩy được thiết kế với mặt phay nhôm. Các bác cùng quan sát này, mặt phay nhôm này. Trông rất là VIP. Sạch sẽ, đẹp trai. Đó. Trông rất là hầm hố điển hình luôn. Con này thì công suất rất là khỏe. Một quả súp như này thì công suất của nó đạt khoảng 500W. Nếu muốn đánh súp được căng thì tối thiểu cũng phải sử dụng cái cục đẩy có công suất là 800W đổ lên thì mới đánh ra được tiếng súp. Đấy. Thế còn các bác mà chơi cục đẩy 600W hay 500W một kênh thì em nghĩ rằng là đánh súp bát 50 thì hơi đuối, cho nên là nó không căng, không tròn là như vậy. Một cái tiếng súp hay thì cái điều đầu tiên đó phải là cái công suất của đẩy. Bởi vì các bác biết rằng là cái tiếng súp là cái dải trầm thấp, nó ngốn công suất rất kinh khủng. Cho nên tại sao khi mà các bác thấy rằng là khi cái tiếng súp nó lên, nếu điện mà nhà nào bác nào yếu mà cứ mỗi lần tiếng súp, tiếng bát nó lên thì cái điện bóng đèn tuýp của chúng ta lại thấy rằng nó tụt ánh sáng xuống một chút. Đấy, đấy chính là do cái công suất của cái súp nó rất là lớn. Vậy thì do vậy là anh em ta thấy rằng là để đánh được tiếng súp tròn hay thì đẩy phải khỏe. Một cái điều nữa là các bác phải biết cách chỉnh cái giải tần, hay còn gọi là cắt cốt, để sao cho cái giải tần súp nó phù hợp với cái không gian gia đình, phù hợp với cái công suất sử dụng, rồi là phù hợp với cái đặc điểm của cái dàn máy nhà mình. Đấy, không phải là cứ mua súp vào là chúng ta cắm cái là ăn ngay. Chúng ta phải có một cái động tác chỉnh để cắt cái giải tần, hay còn gọi là cắt cốt. Chưa nói đến chuyện đồng pha các bác nhé, bởi vì đồng pha nó phải làm cả một cái quá trình. Đấy, cả một cái kỹ thuật thì chúng ta mới đồng pha được tiếng phun với tiếng súp. Đấy, thế còn đâu thì với dân dã chúng ta thì đầu tiên là chúng ta phải chỉnh được cái giải tần nó phù hợp. Mà chúng ta chỉnh thì phải có một cái khoảng thời gian nhất định. Chúng ta ngồi, chúng ta nghe, chúng ta chỉnh dần, cắt cốt dần. Đến một lúc nào đó cái giải súp nó gắn kết được với cái giải phun, thì lúc đó chúng ta thấy rằng là nó sẽ âm thanh nó sẽ rất là đồng đều, mềm mại, êm ái và có lực. Nó không bị phô, không bị chênh. Tức là chúng ta hình dung là tiếng súp với tiếng phun gần như là nó khớp nhau, chúng ta không nghe thấy cái sự chênh lệch giữa hai cái loại loa này với nhau. Đấy là chúng ta chỉnh được tốt nhất. Đấy. Cho nên là khi mua súp về các bác cũng nhớ là phải dành một cái khoảng thời gian gọi là xứng đáng để các bác có thể gọi là cân chỉnh nó, cắt cốt cái giải tần, cũng như để cái công suất của súp nó phù hợp. Không nên lợi dụng tiếng súp quá to mà cũng không nên để quá nhỏ. Đấy. Và đặc biệt là khi mà trên nâng tiếng, em nhớ cho các bác này, ở trên nâng tiếng nó có một cái nút gọi là nút đảo pha, hoặc là đây này, cái nút này này, pha này, là cái nút này sẽ cho phép chúng ta đảo cái pha của tiếng súp để sao cho nó khớp nhất với cái loa phun. Bình thường thì nó nhả ra như này, mà các bác nghe thử, nghe kỹ. Sau đó là khi các bác chỉnh xong rồi, các bác ấn cái nút này vào, chúng ta cảm nhận lần thứ hai. Nếu như cảm thấy rằng tiếng bát mà nó tăng lên thì chúng ta để nguyên như thế này, nhấn vào. Thế còn nếu mà ta ấn vào mà cảm thấy tiếng súp nó lại nhỏ đi, tiếng bát nhỏ đi, tức là đấy nó đang bị ngược pha thì chúng ta lại phải nhả nó ra, để trả giả nó. Thì lúc đó chúng ta mới được một cái tiếng súp hay. Ok chưa? Thì bây giờ cái con này thì em gửi cho bác Phong ở bên Kim Thành, Hải Dương.
Bác Phong có là một trong những bác khách hàng rất là tin tưởng anh Phương. Nói rằng là không cả gọi là bác bảo là toàn bộ hàng là cứ mua anh Phương là yên tâm. Thì ngày hôm nay thì anh Phương sẽ gửi cho bác Phong một con đẩy để sau này. Tạm thời bác đang chơi một quả súp B350 rồi. Bác nói rằng sau này bác tiếp tục đầu tư thêm một quả nữa. Thì muốn chọn một cục đẩy để đánh sao cho nó phải đánh được hai quả súp. Thì bây giờ mời các bác thử, anh Phương đang ghép với hai quả súp GB. Mỗi bên một quả. Những quả này đều có công suất rất là lớn và đặc biệt là nó sử dụng cụ từ 220 côn 100 cả các bác nhá. Ok nè. Giã thử ra nào.